Vừa nướng vừa ăn thế này nó cực ngon luôn mọi người. Nhìn cái thịt bò nhìn là muốn ăn rồi. Thì nước ăn tái này là hơi bị ngon luôn. Anh ăn kiểu tái tái bao giờ chưa? Anh cũng có ăn rồi nhưng mà anh ăn quả cá nhạc bao giờ chưa? Lúc nào nó gạ quả cá nhạc. À đấy, quên mất, chưa giới thiệu cho mọi người, đây là anh Kỳ. Anh ý từ trong Thanh Hóa ra nhé. Đây là anh chủ lò rèn Giao Tam Ma cho mọi người nhé. Ngày trước thì mình hay đi rừng rừng rú rồi các nơi ấy, thì có lấy dao của anh Kỳ. Xong rồi mình dùng, nói chung là thấy cực kỳ tốt ấy. Thế là mình đã kết hợp với anh Kỳ để cho ra nhiều sản phẩm dao. Ví dụ như bộ ba dao vít và những cái dao mà anh em mình thường hay sử dụng trong livestream giới thiệu cho mọi người đấy. Anh Kỳ có thể giới thiệu một chút về dao cho mọi người hiểu rõ hơn một chút không? Có, đây bây giờ anh cũng giới thiệu, ví dụ như thế là những cái sản phẩm mà anh đang làm cho anh em mình bán. Thì sản phẩm đó là mình làm nhíp theo mình trong. Và trong cái quá trình sản xuất là nhíp thì nói chung là hắn có rất nhiều loại nhíp. Thì bản thân anh đã chọn một loại nhíp tốt nhất trong số những loại nhíp, vì nhíp nó có phân ra 3-4 loại: xanh, đỏ và đen. Thì loại nhíp đỏ là loại tốt nhất. Trong nhíp đỏ cũng có 1-2 loại nhưng mà ta cứ chọn là nhíp đỏ. Thì quá trình sử dụng một con dao làm một nhíp, một thanh nhíp, thì mỗi một người thợ có mỗi cách làm nó khác nhau. Không phải là ai cũng làm giống ai cả. Thì tùy theo trình độ và tay nghề. Và cái cách sản xuất nó phải tỉ mỉ và cẩn thận và có độ nghiên cứu lâu năm để ăn, để đưa ra được cái sản phẩm mình tinh luyện về nước tôi. Đấy, về sản phẩm nó vừa đẹp, về chất lượng và giá thành nó phải hợp lý cho người dân sử dụng. Quan trọng nhất là chất lượng và cái giá thành hợp lý là ok lắm rồi. Mình sử dụng rất là nhiều cho nên là mình mới đem để phổ biến và giới thiệu cho mọi người. À mà em hỏi chút là, tức là vẫn có nhiều ý kiến người ta bảo là dao mình bị rỉ ấy, dao mình bị rỉ ấy. Em dùng thì em cũng thấy là nó có rỉ. Thì sao mình không chọn những cái loại gì mà nó không rỉ? Không, tất nhiên là dao rỉ thì nó là thép carbon, cho nên là trong cái môi trường mà có độ ẩm thì nó sẽ rỉ. Đấy, còn cái đó không tránh khỏi được. Kể cả ví dụ như thế là anh cũng có nghiên cứu những cái hãng sản xuất dao lớn của các nước, người ta vẫn cái dao carbon là đều bị rỉ hết. Đấy. Còn như cái dao nhíp của mình này, nó có 2-3-4 cái ưu điểm đặc biệt là nó vừa dai mà nó vừa cứng. Đấy, nó tạo độ dẻo, độ bền của chất lượng với lưỡi. Sau đó là cái cách làm thợ của mình, thì những người thợ chuyên nghiệp lâu năm như bọn anh thì tinh luyện từ phần lưỡi đến phần thân, nói chung nó mỏng, nó đều, nó đẹp, thì chất lượng của phần lưỡi này nó sẽ rất xuất sắc. Khi mình dùng nó không bị quăn, bị cớn hay là bị sứt. Nhưng mà phải dùng phù hợp với công việc. Chứ nhiều người có nhiều người nhắn tin cho em mở dao mẻ bắt đền kia, mình vẫn bảo hành cho mọi người dao, nhưng mà phải dùng đúng cái công năng sử dụng của nó. Giả dụ như con dao này mà đem chặt cùi hoặc là đem chặt xương thì nó không phải công năng của nó. Chặt thì phải dùng dao chặt, cứ đem dao thái ra để chặt xương chịu luôn là mẻ rồi. Em hỏi là thế anh làm gì mà mẻ đấy, anh chặt xương con dao thái thế thì chịu, không bảo hành được mọi người. Và nếu mà đúng công năng anh nói này, trong cái làm dao này thì làm để cho chuyên dụng, chuyên sử dụng vào việc, nó khác với một con dao dùng chả. Một con dao dùng chả thì người ta có thể làm dài mép lên, đấy, có thể là tăng trọng lượng lên để cho nó chắc chắn về phần lưỡi, dày hơn một tí nữa khi người ta chặt thì nó đỡ sứt. Nhưng khi dùng chuyên, ví dụ một con dao đem chặt cuối em chặt dài, đem ra chặt gà thì nó sẽ không có ra được miếng gà đẹp được. Cho nên người ta cái tính về cái việc công việc là dùng chuyên. Nhưng một con dao thái anh làm những mép mỏng ra, em sẽ đã cứng, anh tôi luyện nó rồi, nó cứng lên thì nó sẽ có độ giòn. Mà đem ra mà đi chặt thái thì nó sẽ bị dễ sứt mẻ, ảnh hưởng. Thì nhiều người thì không ai trong quá trình sử dụng thì người ta vô tình người ta làm, thì người ta lại có nói mình là phải bảo hành người ta. Không phải, nói chung là khi mọi người về sử dụng, mọi người cứ test, tức là khi ship đến cho mọi người thanh toán tiền, mọi người bỏ ra test dao trước đi nhá, test chặt chém rồi sử dụng đúng công năng chuẩn thì lấy hàng.
còn không chuẩn lại gửi về cho anh em mình. Mọi người cứ liên hệ số Zalo 0981640046 hoặc là số Zalo 0898640046 với mình nhé. Tại vì nhiều trên thị trường bây giờ rất là nhiều hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thế nên là mọi người cứ inbox đúng số Zalo và test hàng chuẩn chỉ cho mọi người nhé. Thế thì anh nói thêm một chút nữa. Vâng. Còn về cái việc giao của mình á, là anh sản xuất trong phần trăm một nhíp, mà trong có bao loại nhíp là anh làm bằng nhíp đỏ lại tốt nhất. Chứ không vẫn có những cũng nơi người ta sản xuất bằng cái tôn thép, nó sẽ không có được chất lượng vì nó có độ cứng nhưng nó lại rất giòn, nó dễ hư trong quá trình sử dụng hơn, nó sẽ không có được độ giữ bén lâu như phần lưỡi này tốt bằng nhíp đấy. Mà trong khi đó là con nhíp thì mình nhìn cái chất thép của nó thế nào, gọi là nhíp mà... con cán bằng kia là sừng con gì á, con này cũng cán bằng sừng đấy. Nói chung là đây là một gọi là tuyệt phẩm. Con này thêm kẹp ba lớp em ạ. Thêm kẹp ba lớp là sao anh? Thêm kẹp ba lớp là anh lại giới thiệu luôn. Cái này thì ở những quê nhà anh ấy, thì tất cả những người thợ mà phải làm có tuổi đời thợ tương đối lâu, ít nhất là phải từ 5 năm làm thợ chuyên nghiệp tinh thì bắt đầu cũng có khả năng làm được loại này, nhưng mà cũng chưa có thể làm được loại cao cấp. Đấy, lại cao cấp là phải cần những người thợ rất tinh. Vì quá trình này là phải ta dùng một miếng thép dày, người ta mổ cái lửa thành một cái lớp rãnh sâu, ta dùng một cái loại thép, ví dụ như thế là người có thể là bỏ em hiểu rồi, em đã từng xem xem cái clip rèn là ra bằng người thì bỏ loại bi, vâng đấy, và là làm, nhưng mà để thợ mà làm bỏ được loại bi là bây giờ còn rất ít, rất còn ở trong làm chỉ còn 1, 2, 3, 4 người thôi. Mà cái đấy là không có thể sản xuất được nhiều, chỉ một ngày một con đến hai thôi, còn có thể là 2-3 ngày mới được một con nếu như yêu cầu của người đặt, người order nó tỉ mỉ và thẩm mỹ cao đẹp. Còn cái bộ dao của anh em mình đang bán ấy, mình như anh làm thì một ngày cũng không sản xuất được bao nhiêu đâu, nó được rất ít, rất khó khăn, bởi vì làm vẫn là phải cần độ kỳ công tỉ mỉ đẹp từ khâu đến cán đến phần thân luôn. Còn quá trình ví dụ như thế là người ta sử dụng, người ta có dỉ thì em có phải báo người ta là phải thông cảm, bởi vì nó là thép carbon phải dỉ, không thể không dỉ được. Có phải là mình sử dụng quá trình sử dụng này xong sử dụng xong, là lau khô chiều cao này, chiều cao dựng đứng lên mà lâu ngày nó dỉ hơi màu đen tí thì đánh cắt đôi bàn chanh ra dùng xoa đi nhìn tí, lấy cái dây bát ra lên như vậy xoa mạnh hai bên đi tí là nó sẽ bớt dỉ đi thế thôi. Còn nếu như lâu không dùng thì là xoa dầu ăn vào. Đấy, mọi người chú ý và những cái cách sử dụng dao mà anh Kỳ đã hướng dẫn cho mọi người nhé. Mọi người cứ yên tâm về chất lượng và giá cả, anh em mình đảm bảo và có bảo hành cho mọi người luôn nhé. Bây giờ chạy ra mời mấy anh mấy kia vào đi, thịt bò ăn tái là như thế này được rồi đấy. Đây, ai muốn ăn tái mà đỏ đỏ như này là như thế này là ok nhé mọi người nhé. Nhưng mà có mỗi cái là cái thịt bò này mình chưa để được giã đông được hẳn đấy, thế nên là ăn chín là tốt hơn. Thế bây giờ để nó đâu? Thế anh em vào dần đấy nhỉ? Nó mang cáo đấy. Cá anh Hùng ơi. Ok. Một là bơi vào trong này. Hai là uống no nước rồi mới lên. Đấy, thì sẽ có động lực. Đấy, đúng rồi. Hai lần như thế là sợ mất dép biết bơi ngay. Kiểu này là chắc phải hôm nữa hè là phải đi học tập bơi trước rồi khi mình giảm xuống như thế này không phải cho uống nước no không ấy. Anh cô chú chị cùng theo dõi nhá. Anh có chơi được cái món tái tái này không? Anh cứ cho nó chín này. Thì mau đây có muốn tái không? Thử. Cái này tái mau đây nó tốt bụng quá nên mình xấu bụng. Anh tôi. Bụng em tôi. Rồi đi. Anh em ai ăn được tái nhỉ? Không ai thấy được. Chủ được biết đó. Đây này. Thấy mau đây với nhau. Nhẹ nhàng. Rồi anh đi anh không em bình. Đây cái đĩa đi. Rồi ok. Đã đây lấy cho anh cái đĩa. Anh cứ quay đi. Đây luôn. Đây tổng cộng ra. Đấy là sai rồi đấy. Mình để ra đây đấy. Đấy cho tiếp anh. Ủa đây là hun bùn. Xèo xèo luôn này. Đấy, đấy nó đỏ đỏ mà. Đấy nó để nó thích ăn. Đỏ này mình mua này. Đỏ không ăn được. Cái này là đã chín rồi, đỏ nó phải chảy nữa. Anh Hùng mới cho thêm tí nữa.
Cái này là hợp lý đấy, cái này ăn ngon lắm. Cái này ăn là ngon này. Cái này anh vẫn ăn được, anh sợ đổ quá nhưng như này vẫn ăn được. Đổ quá phải miếng to. Đây nhá, giả dụ lấy miếng to nha, hay là vẫn miếng này. Đây là đẹp nhất này. Như tầm này thôi. Đấy, đưa đây. Nó chín quá nó lại dai. Đấy, mau để thử miếng cho mọi người xem luôn. Anh cho em xin cái chấm cải thôi. Không phải cải, chấm làm cái miếng đầu cho nó ngọt như này. Nông đầm này. Dùng tay luôn nhé. Rất là mọi người nha. Mình làm món bò tái. Bò mì dễ uống. Ra tay sướng. Bò mì nó có chùm chùm mấy nghìn chùm ấy. Ngọt lắm mọi người ạ. Đây, anh Hùng còn đi theo Mao Đệ chạy đồi chạy rừng. Ôi, anh chị ngồi đây. Ba hơi. Mao Đệ nó khỏe lắm. Giờ anh là Covid trong yếu ạ. Thế anh này mới tin nhiều mới khỏe. Thằng này Covid mà nó tăng cân. Cười các bạn. Thì anh bảo nó tăng cân anh Covid. Ai em tự cắt thế? Thế Thái thì sao? Thái dễ. Mày có hai cái kéo mà. Góc kìa. Đây 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 nhóc nhóc. Còn lấy cái dao này Thái. Đây miếng này vừa này. Cái đỉa sốt cũng đỏ hơn. Nó cắt cắt nó còn chảy chảy nó ăn cái ngọt. Đây nó là thế. Anh ơi, chị xin nước cửa coi. À, chị xin để em ăn cái đây. Vâng, anh em nào ăn được cái đỏ gì đây? Còn đâu cái chín thì tính ra chờ tí nữa. Em thì đỏ đỏ, ngon ngon. Anh ơi, chín chín. Vâng, chín chín đây, chín đợi cái này. Chín đợi cái này, chín đợi cái này. Đây đây. Cho cái cải vào đây. Đây đây, cải đây anh. Cải. Không, em cải, cái mù tạc. Ngon lắm. Ngon lắm. Ngon. Đấy, anh thử miếng xem gia vị vừa chưa? Nay có 3 món cho mọi người nha. Một là món bò, hai là món gà, ba là món cá. Đây, cơm gà có Mỹ là trên đồi không? Cá là dưới đấy, còn gà là dưới đây. Trên dưới bảng dưới đấy. Đó, cá gọi là con này 4 chân này, con kia 2 chân này, con này 1 chân. 2, 4, con 2, 4 này, sân kia bên kia. Ui, dưới rồi. Anh con này bao uống được đây? Anh không uống, anh không sợ. Thế mà anh không chào kinh tế. Anh muốn chơi trong cái chuyện gì đường. Không, cái này có gì đâu em. Mù tạt. Có ít lắm. Cái này đâu nóng hơn gì nhỉ? Chuyển kia một chút. Ngọt. Đây, ngọt nhỉ? Ngọt, ngọt. Chuyển cho một. Ăn chín thì nó sợ hơi chín. Anh em ơi, bên kia một cái này bớt đi. Anh cứ uống đi. Rồi, em lấy cái. Đi. Anh cái kia đâu, cái này là đang cay của cải, nó cay trong đấy. Không tạt đâu mà. Có anh uống. Cứ ăn dần dần cái này hết lại lại cắt. Thì hẳn miếng chín hẳn cho những người không ăn được. Thôi cô khác miếng chín cho những người. Vâng, chưa được anh ạ, nó phải để đấy. Vâng, chỗ này đây này. Chúng ta cả trong cái đầu. Chúng ta cũng tạt lại. Chúng ta cũng tạt lại. Đây. Dạ, chúng ta cũng tạt lại. Ui, cái cả cái mắt rồi. Cái này là có ít mù tạt. Có mù tạt nữa không? Đỏ, đỏ quá nên để lên miếng đây, anh đợi cái miếng này. Miếng này em cho nó chín. Cái này chưa có mù tạt. Chưa có mù tạt. Em ơi. Đâu này em vừa chưa. Có đồ này chưa quấy này. Em quấy. Em quấy cái này đang ăn này. Có rồi chưa quấy. Em quấn đậm mà. Em đậm. Nhưng mà phải bỏ hơn nhiều lắm. Nó ngon lắm. Nó ngon lắm. Nó ngon lắm như cà phê ấy. Anh như này là cũng nhiều em làm à? Không, hàng xóm đâu để vừa bỏ thêm chấm vừa thôi.
làm đánh mắt đi đâu được cái gì tôi làm món bán mà tôi làm món thế nào chưa có dịp trở về Không nướng kiểu này cũng ngon đúng không? Cái bếp ngon. Này cũng ngon mà. Nó cũng chỉ kém nướng than một tí là còn than cái mùi than. Than nó mùi than. Đấy em vừa qua đấy nhá. Đây. Mà không bị khói nhỉ? Anh có cái nướng nhỉ? Ồ, thế nhỉ? Kèm theo nướng. Anh có cái nướng. Nhưng mà cái em chung đâu? Cái này có vẻ hơi chậm đi cơ nhỉ? Hả? Cái này chậm. Nó được tí nào. Ôi, đang xuống cấp. Uống cái dũng 15 ly mà. Xuống lâu. Ai à? Chậm chưa? Không kia bây giờ bao đấy yếu còn anh hùng thì chảy hết nước mắt luôn. Ừ, em chảy nước mắt luôn. Chấm hơi than đi. Lên và này anh cảm thấy nhiều người hơn chào ông Kim. Có cáo hôm nay thì tên là Vượng cả. Vượng Vượng. Anh thử dùng cái cá cải nó thử cá cá kia. Ừ. Uống rồi giờ cái một cái quán gì ngoài kia ở trong quán. Đấy. Còn bát nào trong tiên à? Ừ đúng rồi. Đây. Đây. Mày có mà bảo chứ. Đây, đây bác nó để đây. Đâu rồi, đây có rồi đây. À đây. Anh cho anh em với anh em một chén. Anh thiếu bác rồi đây. Uống nước canh đây đi. Nước canh. Nước canh cho nó để đây. Không, em không uống được. Đây, gọi là một hai chén. Làm đi. À một hai ly. Cộng cái gì? Cái gọi là làm đi. Giao lưu. Cái cơ con miếng hạt cả trái không? Cho con cái. Có còn tái ưa đỏ mà đây nướng lên lửa đấy đây nướng này ngon này có phải sống nguyên không đấy sống nguyên á sống nguyên đây anh. Em ăn kiêng là một sống nguyên bao hết một nửa này ăn kiêng á kiêng mà kiêng thì có không đâu đó là ăn kiêng đấy em ăn kiêng mà mấy con táo 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 mấy con cháy gì nó cả năm ăn kiêng là không ăn kiêng nha cái gì vậy ta để cho anh camera men vào ngồi dãi anh ấy đỏ xuống tận chân rồi chào tất cả mọi người nhá bye bye.